Vlog Tình Cha xin chào mọi người. Hôm nay Tình Cha làm nhà trên mái tôn 9 giờ mấy gần 10 giờ mình mới ăn cơm. Giờ mình tranh thủ mình trả nợ cho mọi người. Mình cũng có thời gian. Hồi nãy giờ má mình cũng đi. Thank you.
Nguyễn Thọ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cha rất là vui, hạnh phúc. Thank you.
vàng nha mọi người. We'll be right back.
Không ăn ngon quá mọi người. Không ăn mà ép hỏi ăn ngon. Nhưng mà không ăn hỏi. Hôm nay ép hỏi ép hỏi ra nè. Tình cha xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video của tình cha. Tình cha đây. Bye bye nha. Hết video bạn nha.